công đoạn tiếp theo là mình sẽ xác định cái tâm ở trên cái gọng kính này đúng không? Dựa vào cái đơn kính mà người ta cho PD là 62 đúng không? Cho CD là 28 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xác định là cái CD 28 trước đi. 28 nghĩa là từ cái mép dưới cho lên đến đây, lên đến tâm là 28 đúng không? Rồi đây, đây là 28, 28 cái vạch 28 nó sẽ nằm ở giữa cái vành nhựa này đúng không? Thì ở trên số 0 này mình chưa biết tâm ở đâu cả, chưa biết tâm nằm ở đây hay ở đây, đây đây đây, nó sẽ nằm trên đường thẳng này đúng không? Mình đang xác định là cái đường thẳng mà cách cái vành kính bên dưới này là 28 đã, để xác định cái đường thẳng độ cao đã, đúng chưa? Rồi thì đây bây giờ nó đã 28 rồi đúng không? Chúng ta sẽ chấm một chấm đây, nghĩa là từ cái vị trí này đi xuống dưới đáy điểm thấp nhất là 28 rồi, xác định được rồi đúng không? Rồi bên kia cũng thế, bên này chúng ta cũng sẽ xác định cái vị trí cái khoảng cách 28 đó của mắt bên trái đấy, nó sẽ nằm ở đây, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ kẻ một cái đường ngang thẳng đi qua hai cái điểm mà lúc nãy mà chúng ta vừa mới chấm xong ở cả mắt phải với mắt trái nha. Đấy, kẻ một cái đường ngang thẳng, phải thẳng nhé, phải thẳng đấy, giả sử nó là đường ngang này. Rồi bên này cũng thế, bên này mình cũng sẽ kẻ một đường thẳng, đường ngang thẳng đây, mình kiểm tra lại nhá, xem đúng 28 không. Bên này 28, bên này cũng 28, nhưng mà tại sao bên hai bên nó lại lệch nhau? Cái này do là cái phôi cũ ấy. Cái này là phôi cũ nên là lắp mắt nó bị vênh rồi, nó không không phải cái phôi ban đầu. Mọi người sẽ thấy là cái tâm bên này nó thấp hơn cái tâm bên này, cái tâm bên này này. Đây, bây giờ cũng là 28, cả hai bên đều chính xác là 28 nhưng mà cái đường thẳng hoặc là mình đã kẻ bị lệch rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ nối nhá, nối hai cái đường, hai cái chấm ở hai tâm mắt, một chấm ở đây và một chấm ở đây lại, chứ để như lúc nãy là có khi là mình đã kẻ lệch rồi. Được chưa? Mình sẽ nối hai chấm đấy thì mình sẽ có một đường thẳng. Rồi, nối hai chấm này, cái thước này hơi bị sờ hơi, đây không phải thước chuẩn của nó. Rồi đấy, thì bây giờ mình sẽ xác định tâm ở trên cái đường thẳng này, bởi vì trên nằm bất cứ đâu trên đường thẳng này thì đi xuống dưới đáy này nó đều là 28 rồi đúng không, nó là CD rồi. Thì bây giờ tâm là 62 thì nghĩa là mỗi bên từ điểm chính giữa của cầu mũi đi sang mỗi bên là 31, trong trường hợp là nếu như mắt bình thường chứ không phải mắt láp, và mắt bình thường ở hai bên đều cân nha đúng không, thì chúng ta sẽ đặt cái điểm 31 ở chính giữa cầu mũi này, và bên này mình sẽ xác định điểm 0 và bên này mình sẽ xác định điểm 62 đúng không, đơn giản này, quá đơn giản. Này, đặt 31 ở chính giữa đúng không? Rồi, 31 ở chính giữa. Đấy. Đấy, 31 này nó sẽ giống chính giữa cầu mũi rồi. Thì mình sẽ xác định điểm 0 ở đây. Đây. Và bên này điểm 62 đâu? 62 ở đây. Đấy, thì cái điểm 62 này nó sẽ cắt cái đường ngang mà lúc nãy chúng ta vừa mới vẽ, và điểm 0 bên này nó cũng sẽ cắt đường ngang mà chúng ta vừa vẽ. Thì cái điểm cắt đấy chính là tâm mà chúng ta sẽ cần phải phải cắt làm sao để cho cái tâm kính ở đây này, cái tâm kính màu trắng này, thấy không, thấy ba cái chấm trắng không, một chấm trắng này, hai chấm trắng này, ba chấm trắng này đấy, để tâm ở chính giữa này nó trùng vào cái tâm mà chúng ta vừa mới xác định xong ở trên mắt kính, bởi vì là hai cái tâm ở hai mắt này nó cách nhau 62 đúng không, vừa mới đo xong, và tâm này nó cách đáy 28, lúc nãy chúng ta cũng đã đo ban đầu xong rồi đúng không. Đấy, thì cái công đoạn thứ hai là chúng ta sẽ phải xác định được tâm ở trên cái mắt kính này đã, được chưa? Rồi tiếp theo mình cứ để đấy, lát nữa mình sẽ nói đến công đoạn tiếp theo. Tiếp theo thì mình sẽ cần phải kẻ một đường thẳng đi qua ba điểm để xác định cái trục mà chúng ta lúc nãy đã chấm rồi. Đây là cái này là mắt trái, đây là cái này mắt phải. Mình sẽ kẻ cái đường thẳng đi qua ba cái điểm mà chúng ta đã chấm tâm để chúng ta căn chỉnh cho nó thẳng trục, để không bị lệch trục loạn thị nhé. Đấy, cái đường thẳng này kẻ cho nó đi qua ba điểm. Kẻ phải thẳng nha. Kẻ mà lệch là nó sẽ bị lệch trục ấy. Nha. Kẻ thẳng này.
kẻ thẳng này. Rồi bạn nào anh nào cẩn thận nữa thì kẻ một đường thẳng vuông góc nữa. Cứ kẻ đi. Lúc mới làm thì cứ kẻ một đường thẳng vuông góc nữa với cái đường thẳng lúc nãy nữa nha. Rồi đấy, chúng ta sẽ có một đường thẳng vuông góc như này, thấy không? Đường thẳng vuông góc đấy. Rồi thì bây giờ cái đường thẳng mà lúc nãy chúng ta nối ấy, nối hai tâm đấy, nó phải thẳng. Còn nếu nó lệch ấy thì lát nữa chúng ta sẽ giống cái đường thẳng mà nối ba điểm ở trên mắt kính này vào đây theo cái đường thẳng mà đã vẽ như thế thì nó sẽ bị lệch lệch trục. Thì bây giờ để mà không lệch trục ấy thì cái đường thẳng nối ba điểm ở trên cái mắt kính nó phải trùng với cái đường thẳng mà thẳng băng qua cả cái gọng kính như này nhé, đó, và trùng vào tâm. Đấy, bên tương tự bên mắt trái chúng ta cũng sẽ kẻ như vậy. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã kẻ xong như thế thì để mà bước tiếp theo chúng ta sẽ cần phải khoan dưỡng, nghĩa là khoan ba cái lỗ ở trên cái mắt kính cũ ở đây, hoặc là cái mắt giả mà lúc ban đầu mà cái gọng mới ấy, nó có một cái mắt lót ấy, là mắt nhựa ấy. Để khoan lỗ xong rồi chúng ta mới lắp vào cái máy khoan thì nó mới khoan theo cái dưỡng này được. Thì sẽ có hai cách khoan lỗ. Một là các anh chị sẽ khoan trực tiếp vào cái tâm ở chính giữa đây. Trong trường hợp là cái tâm này nhá, nó không nằm sát ở phía đỉnh phía bên trên hoặc không nằm sát phía bên dưới, nghĩa là để làm sao mà khi mà các anh chị dính cái nút đấy, đây dính cái nút này vào ấy thì nó không nằm sát ở bên trên này, bởi vì nếu mà nằm sát bên trên này sau khi mài ấy nó sẽ mài vào cái nút. Nên là ví dụ với cái này thì cái nút nó nằm lọt ở trong cái mắt kính, chúng ta có thể khoan theo cái cách là khoan trực tiếp vào tâm luôn. Thì lúc đấy các anh chị khoan trực tiếp vào tâm thì cái máy nó sẽ quay quanh cái tâm này, lấy cái tâm này nó làm trục để nó quay quanh để tạo ra cái mắt kính này. Và lúc đó chúng ta sẽ phải dính cái nút này cũng vào tâm của cái mắt kính mà chúng ta đã xác định. Bởi vì chúng ta khoan vào tâm nên là bây giờ dính nút là phải vào tâm nhá, thì nó mới đúng tâm được. Còn với cái cách thứ hai, giả sử trong một trường hợp là cái tâm kính này này, đề bài nó cho là khoảng 32 đi, nó nằm top ở trên này, nó nằm cao ở trên này, mà nếu mà chúng ta dính cái nút này vào ấy nó sẽ sát ở bên trên này thì không được, đúng không? Nên là chúng ta sẽ phải dính dính ở đâu, bất cứ đâu cũng được, chúng ta dính ở bên dưới này. Nhưng mà chúng ta phải xác định cái vị trí ở bên dưới này tương quan, ví dụ chúng ta dính ở vị trí bên dưới, giả sử bây giờ nhá, cái tâm nó nằm ở trên này được chưa, cái tâm nó nằm đây mà bây giờ chúng ta dính nút ở đây thì chúng ta cũng cần phải biết là ở cái mắt kính này cái tâm ở đây nó cũng phải trùng với cái tâm ở phía trên này, thì chúng ta cũng phải biết là cái vị trí mà chúng ta dính à, chúng ta khoan vào đây, chúng ta khoan vào cái dưỡng ở đây trong khi cái tâm ở đây khoan vào đây, thì chúng ta cũng cần phải biết là khi mà cái mắt kính này cái tâm nó nằm ở trên này thì cái vị trí dính nút của chúng ta cũng phải nằm ở bên dưới này thật là chính xác về cái khoảng cách chéo, khoảng cách ngang, khoảng cách dọc này. Thì lúc đấy là bởi vì mình khoan vào đây nên là nó sẽ xoay xoay quanh cái trục này, thì cái nút này dính vào cái vị trí cũng phải tương đương với cái trục đấy, thì lúc đấy cắt ra thì cái tâm này, tâm ở trên mắt kính này nó mới trùng với tâm ở trên cái dưỡng và trên cái phôi, đúng không? Chứ nếu mà tâm ở trên này các anh chị khoan vào đây nhưng mà nút cái nút này này mà các anh chị lại dính vào đây là trật luôn, là sẽ bị lệch tâm, chắc chắn là sẽ bị lệch lệch tâm luôn, hiểu không? Nếu mà đoạn này chưa hiểu nhá, tua lại để xem nhá, được chưa? Rồi và kết thúc thúc cái phần này, lát nữa khoan xong thì sẽ nói tiếp.